cái bài này á là Hưng ở ủ một năm rồi, đáng lẽ là bài này là Hưng phát hành từ tháng 5 năm ngoái kia, để viết giống như là anh rẽ trái em rẽ phải, tức là hai người đến với nhau nhưng mà giờ thời gian trôi qua tự nhiên tình cảm nhạt dần mà chúng ta không biết là bắt đầu từ đâu mà nó nhạt. Thì khi mà em nghe demo thì em liền có một cái feeling mà viết ra được một cái bài hát nó vừa chậm rãi tình cảm mà nó một chút gì đó nó nuối tiếc. Đây là bài hát của Quang Hưng sau mười mấy năm ủng hộ cho Phạm Quang Hưng vào Freaking. Có phải là anh đang say, đang say, là tại ly rượu cay ấy, là tại mơ nhà ấy đang pha từ mãi.